À, xin chào quý cô chú anh chị và quý vị các bạn. Hiện tại là em đang có mặt ở thành phố Châu Đốc, An Giang. Chỗ em đang đứng là trên Tân Lộ Kiều Lương. Thì khu vực này là gần chỗ Miếu Bà. Thì hôm nay xin mời quý cô chú anh chị cùng song hành với em qua một đoạn clip ngắn. Mình sẽ xem bà con hôm nay ở đây người ta đi hành hương và bà con mua bán sinh hoạt ở đây như thế nào, cùng với em nha. Hôm nay rất là đông khách luôn. À, còn đi tấp nập ha. Cái hướng này là đi ra, còn hướng này là đi vô để lên núi Bà, Miếu Bà. Dài khu vực này ha, bà con buôn bán tấp nập, các quán ăn, quán nước nè. Trước này có bán cơm tấm. Xích lô hoạt động mà. Dài khu vực này có khách sạn rồi ha. Bãi giữ xe. Ồ, bên đây quá chừng đông luôn. Bên đó là con đường Mai Văn Tảo. Đây thì bà con buôn bán giày dép quần áo nè. Xong lặng. Trên đây xe lôi bà con hoạt động khá là đông á. Này có bán bánh mì. Nước chảy khác. Bà con hành hương. Hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Có tiết thanh minh. Quá chừng đông luôn. Mà còn buôn bán bên đây thì ít hơn bên kia. Để đi qua bé kia ha. Ôi trời. Mấy cái này thì bà con buôn bán nhiều hơn nè. Thì dài đi ha. Dạ, kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long không? Dạ. Có gì lên xe ủng hộ nha. Rồi, ok, có gì like review cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Phía trước này có cô bán me. Me muối đường. Bây giờ quán xá rồi bà con ngồi nghỉ ngơi khá là đông khách. Trước thì có bán bánh bò hút nốt nè. Ôi, xích lô hả dốc lao quá chừng luôn. Hình như hắn không được cái gì. Xe về ra. Bánh bò hút nốt.
Trên đây xe ôm bà con hoạt động cũng tấp nập lắm nha, để lên núi rồi á. Quán xá đồ quá trường đồng. Ở đây bán trái hút nốt rồi hút nốt nè. Ta chặt cái sẵn á. Phía trước đây có cô bán đường hút nốt. Sáng giờ bán được không cô? Dạ hả? Phía trước này là đường vòng núi Sam. Khu vực phía trước này bán me, me Thái rất là nhiều luôn nè. Chiếc xe xe tải mà người ta thiết kế chở khách đó, quá trần luôn. Một xe chở mười mấy người trên đó ngồi chen chút vui. Thì dạo khu vực này thì những cái bãi gửi xe, gửi xe nè, bà con đậu xe ở đây rất là nhiều. Phía trước này là phố đi bộ ha, không cho xe vô. Từ thời gian là sáng là 8 giờ cho đến 10 giờ 45, chiều là 1 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi, tối là 8 giờ cho đến 10 giờ tối là không cho xe vô. Đây như là lên lên ông tượng. Giờ đây tới này bà con cũng có buôn bán nữa ha, mà không thấy ai ngồi bán trơn á. Thấy những cái gánh như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị về đây bà con buôn bán hết trơn luôn. Nước mát nè ha, rồi bản nhang, bánh bò hút nốt. Giật đồ hả cô? Công an lấy đồ mà bán mâm bánh đồ thì còn như nó lấy hết trơn à. Dạ. Rồi mình có chạy gì không cô? Chạy chứ, không chạy nó bắt nó lấy đồ hết trơn sao? Dạ. Lúc sáng đi mà nó cũng rượt thì sáng đi luôn á. Sáng đêm luôn hả cô? Sáng đêm luôn á. Dạ. Tội nghiệp mấy ông công an á, bây giờ mấy thằng ông ông đo ôm cũng vậy, nó bắt mấy ông ôm à, 200 ngàn. Dạ. Quá trời rồi. Hồi xưa đâu có hả cô? Không có. Bây giờ trong cái luật gì chị còn có trời luôn rồi. Mua bán mà bắt tao còn hơn gì, tao đâu phải ai đâu, tao nghèo tao bưng bánh bánh bò tao bán mà làm giật giọc thấy sợ luôn á. Dạ. Bánh bò lợi nhiêu lợi có mấy chục ngàn, còn mấy cái bánh bò nó bắt nó lấy hết trơn luôn. Hỏi cho bà con ghê. Lên YouTube lên nói gì coi, tội nghiệp quá trời, người ta khổ, người ta kêu bán mà bắt người ta quá trời bắt luôn. Dạ. Rồi mình chạy mình có bị té hay bị sao không cô? Hả? Ví dụ mình chạy mình thấy vậy mình chạy mình có bị té hay bị có, sao? Có chứ, cái ông có kìa, bữa đó ông băng bánh lòi dùm về ông té, bị tức ngực chạy ra hết trơn luôn. Dạ. Đổ bánh lòi hết trơn. Người ta khỏi gì vậy, còn như bắn ngớ hết trơn. Sáng giờ có rượt lần nào chưa? Dạ, nó mới rượt cái thì nè, má con đứng đây nè, con quay. Dạ. Rượt lì lì lì. Sáng đêm luôn. Dạ. Sáng đêm luôn. Tại vì mình nghĩ rằng đêm á là nó không có rượt mà mình bán. Dạ. Dạ, mình có tiền giàu có mình mướn sạp mình ngồi bán rồi chứ bán gì chi cực khổ ha. Dạ. Mình chúc cô nhiều sức khỏe, mua bay bán đắt nha. Dạ. Nguyên phái đoàn luôn. Chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bà con bán lại đường như thế này là bị rượt dữ lắm nè cả nhà mình. Các sạp người ta ha, người ta mướn, người ta bán chân chính là không có sợ. Còn mấy cô vô bưng gánh bán bưng như vậy gặp công an sợ lắm. Dạ không lên mạng à chứ không có lên truyền hình. Dạ. Dạ. 50 ngàn rồi sẵn nè. Rồi ơi.
hết hồn hết trơn. Phía trước này có cấm dẹp nữa nè. Ồ, ngon ghê á. Trước này có một cái sạp mắm quá chừng ngon luôn, bà giáo Thảo có để giá hết luôn. Hello, phía dưa gan đầy đủ các loại mắm. Bên kia thì bán nhiều hơn, quá chừng nhà gà bên kia các sạp mắm luôn. Xích lô quá trời luôn nè. Dạ. À, mắm cô giáo Hảo. À. Dạ. Dạ của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Ủa, hồi hồi con thấy mắm á, người ta để bà giáo này là cô mắm Hảo. Cô Hảo, 49 cô Hảo. Dạ, 49 cô Hảo. Thì lộn á, sao lộn á, dạ. Dạ. Quay ngã này nhiều nhiều á, nói là người mẫu á, người mẫu của. Người mẫu á. À, núi bà. Hả? Người mẫu ở núi bà. Không, à, người mẫu bán mắm. Đó là người mẫu của trong mắm thôi. Dạ, người mẫu trong mắm ha. Hot girl. Hot girl bán mắm nè. Hot girl lên trên nè. À, mắm ở đây bà con để giá hết trơn nè. Mắm Thái thì 140.000 đồng một ký. Mắm Thái đặc biệt thì 160.000 đồng. Đu đủ Thái thì 50.000 đồng. À, quá chừng luôn. Cá lóc lớn thì 100, cá lóc chung thì 90. Giá cả đúng rất là bình dân. Chuyện lá 300.000 đồng. Vậy thôi, để cho anh quay mày đi. Ở chơi chị. Nó mới vô nó còn được lắm mình. Còn mình từ bây giờ mình không già không. Cô bấm tường ghé mua đi cô ơi. Thơm ghê luôn á. Chúc mấy cô mấy chị nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt nha. Cả nhà mình có ăn mắm đến đây ủng hộ cô Hảo. Dạ không. Còn bánh bò mắm tươi. À, trái hút nốt chín này cái màu nó sậm hơn ha. Sậm tại vì cái trái hút nốt chín á mình nặn cái nước nó ra nó vàng vàng vậy đó. Dạ. Còn hút nốt. Dạ, còn cái hai cái đó cái nào ngon hơn? Cái nào cũng ngon, cái nào nó cũng ngon. Chị. Cô bán bao nhiêu tiền một cái? Một cái 4.000. Còn 40.000 đó, 40.000 đó. Nó rẻ tiền trái 5.000. À. Thôi 5.000. Đúng rồi, thôi bán con hai cái ăn thử đi. Còn đó giờ cũng chưa có biết cái vụ này, mua ủng hộ hai cô luôn. Cái này cái kia phải không? Dạ, cái này cái kia ăn thử xem như thế nào. Bữa nay bà con đi đông quá ha. Dạ. Dạ, cảm ơn hai cô.
Chúc hai cô bán đắt nhiều sức khỏe. Ăn thử cái bánh bột nó cả nhà mình. Ăn cái này trước nha. Cái này là làm bằng nước hút nốt nè. Rất là mềm. Bà con đi đông quá chừng luôn. Mềm mà ngọt ha. Hơi có mùi hút nốt. Đấy. Phía trước này là có cái cổng đi vô chùa. Ờ, vô miếu bà chú xứ chứ. Đây có con đường đi vô trong miếu bà. Bà con hay thường dựa lưng vô vách tường. Trừng đông luôn. Trước thì người ta cũng hay quay nè. Phải có lại đâu, không biết đâu.
đang ở đâu vậy? Trên đây rất là nhiều bảo vệ, có công an nữa. Trước này có hai ông sư tử, bà con hay thường lại vuốt vuốt chân. Trước này có một phái đoàn người ta cúng xong rồi, giờ người ta về nè. Đây phái đoàn người ta đem heo lên người ta cúng. Hồi xưa em đi lên đây em nhớ ha, là cái đường lên đây nè nó cao lắm, những cái bậc thang á đi lên cao lắm. Bây giờ thì như là người ta sửa chữa lại ha, làm thẳng dài ra đi xuống dưới còn khoảng 3 cấp ha, nó cao như hồi xưa đi lên là lội mỏi giò luôn á. Là hình của chùa hang Phước Điền núi xa. Cuối cùng mới chị. Trên đây thì những cái nhiếp ảnh gia cũng khá là nhiều, chụp hình đó, gửi ảnh lấy liền. Thank you.
trước là đường Lê Thị Láng. Đây bà con buôn bán quần áo giày dép đó. Con đang quán ăn nữa, cơm phở bún riêu. Vậy hả? Chưa có chồng ha. Chưa có chồng. Dạ. Em chữa hai đứa vợ chưa? Dạ. Có vợ chưa? Con có vợ rồi. Con chưa có vợ vô luôn. Không, để con giới thiệu nha. Anh chú nào á chưa có người tình á có thể đến đây. Chị bán gấu nào chưa có chồng. Đang tìm chồng. Đang tìm chồng á. Đang tìm chồng, đăng lên đây coi bán gấu đang tìm chồng. Trời ơi. Chúc mấy cô gì sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Thank you.
Dạ rồi, đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.